Tử Vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 11 âm lịch. Kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng 11 sắp tới, tuổi Giáp Tý có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi Tý Xung Thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuổi tỵ. Đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 11, tức ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 11, tức ngày 29 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là ngày Tân Sửu. Ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, sẽ có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 11 âm lịch. Dự báo trong tháng 11 âm lịch này, công việc của tuổi Giáp Tý không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của các con giáp, tuổi Giáp Tý trong tháng này khá ổn định. Nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, bạn sẽ khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được tiền thưởng và lời khen từ cấp trên. Nhìn chung, trong tháng 11 sắp tới có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, thiên quan.
Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình, sự nghiệp của tuổi Giáp Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa được sự khởi sắc. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó, nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Nguyên lệnh lâm thai, dự báo đam mê học hỏi không ngừng, khiến chính người tuổi Giáp Tý cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Giáp Tý không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ hãy sử dụng minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt hơn nữa, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tài lộc của tuổi Giáp Tý. Trong tháng 11 này, cuộc sống của bạn ở thời điểm đầu rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn ra khỏi vòng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Tử vi tháng của 12 con giáp còn cho thấy đường tài lộc của tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch có thể sẽ có một sự kiện màu nhiệm để đẩy người tuổi Giáp Tý tới với bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may nhưng xét lại thì đó là công sức và sự nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra. Cho nên bản mệnh cần phải biết cách phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai sẽ có thể có biến cố gì đến với chính bản thân mình. Để may mắn, thành công, tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 11 Mậu Tý này, thì tuổi Giáp Tý nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều sẽ gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải tình cảm và gia đạo của người tuổi Giáp Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy trên phương diện tình cảm có nhiều biến động, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Giáp Tý đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Tử vi còn cho thấy trong tháng 11 âm lịch sắp tới sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về tình cảm, cảm xúc của mình. Bạn cũng nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng bạn, từ đó giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con gái noi theo. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận gỗ huyền long, thân, tý, thìn. Vật phẩm của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm phong thủy hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc, hòa hợp cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Giáp Tý. Tử vi tháng này cho rằng tháng 11 âm lịch
có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Giáp Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung tinh thần bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ hơn những khi xuất hành cũng phải thận trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Tý cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong công việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị và các bạn về luận giải vận hạn hạn tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch gia chủ tuổi Giáp Tý. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Giáp Tý từ chất thông minh lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao dung hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông ở phần bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy, chính tông môn phái. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp gặp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại để có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.